Xin chào mừng quý dược sĩ và cán bộ y tế đang đến với chương trình đào tạo trực tuyến vào buổi trưa ngày hôm nay với đề tài lưu ý trong xử trí các bệnh lý tiêu hóa trong giai đoạn bình thường mới như thế nào. Thưa tất cả quý vị, ngày hôm nay với chương trình đào tạo trực tuyến này thì chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều những dược sĩ nhà thuốc đang theo dõi ở 33 đầu cầu trong cả nước. Và lời đầu tiên thì xin thay mặt cho tất cả ban tổ chức chương trình cũng như ekip thực hiện chương trình xin gửi một lời cảm ơn đến tất cả dược sĩ nhà thuốc và cán bộ y tế đang theo dõi chương trình đào tạo trực tuyến của chúng tôi vào buổi trưa ngày hôm nay. Thưa tất cả quý vị, đây sẽ là một diễn đàn để có thể trao đổi những thông tin và đặc biệt là chia sẻ những kiến thức và những kinh nghiệm thực tế trong quá trình xử lý đối với những bệnh lý về tiêu hóa trong giai đoạn bình thường mới như thế nào. Và Kim Ánh nghĩ đây sẽ là một chuyên đề rất hữu ích, và đặc biệt là ở phần sau của chương trình chúng tôi cũng sẽ có phần giải đáp thắc mắc cho các dược sĩ nhà thuốc với những tình huống xảy ra thực tế, phải không ạ? Cho nên là ngày hôm nay với chương trình này cũng rất mong là sẽ mang đến cho các dược sĩ nhà thuốc của chúng ta những kiến thức cũng như là giải tỏa được những thắc mắc, những tình huống mà chúng ta có thể gặp trong quá trình làm việc của mình ở các nhà thuốc. Và thưa tất cả quý vị, với chương trình đào tạo trực tuyến ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ thực hiện cùng với Liên Chi hội Khoa học Tiêu hóa Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với kênh thông tin tư vấn sức khỏe của Alo Bác sĩ, và đặc biệt là với sự đồng hành của tập đoàn dược phẩm Ipsen. Thưa tất cả quý vị, với tập đoàn dược phẩm Ipsen thì đã có rất nhiều thành tựu nổi bật và vượt trội trong ngành dược phẩm từ năm 1929 với bác sĩ Henry Beaufort. Và thưa quý vị, với Ipsen thì từ khi tham gia cùng với thị trường dược phẩm ở Việt Nam trong gần khoảng 20 năm qua thì tập đoàn dược phẩm Ipsen cũng đã khẳng định được vị trí vững chắc của mình trong việc phân phối sản phẩm ở hầu hết các bệnh viện và đặc biệt là với hệ thống nhà thuốc trong cả nước. Với Ipsen thì đây cũng là cái nôi để có thể khai sinh ra rất nhiều những loại thuốc vừa có thể đảm bảo được tính an toàn, hiệu quả, và đặc biệt là với những sản phẩm về dược phẩm về tiêu hóa chẳng hạn như là Smetta, Forclac hay là sản phẩm Smebiocta, thì đây là những sản phẩm mà có lẽ đã trở nên rất là quen thuộc và có mặt trong danh mục dược phẩm ở các nhà thuốc, phải không ạ? Thưa tất cả quý vị, với chương trình đào tạo trực tuyến buổi trưa ngày hôm nay thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng với tất cả quý vị khách mời cũng là diễn giả sẽ trao đổi cùng với tất cả quý vị những kiến thức, những thông tin cũng như là những kinh nghiệm thực tế. Xin được trân trọng giới thiệu cùng với các dược sĩ và cán bộ y tế khách mời của chúng tôi ngày hôm nay, đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Quách Trọng Đức. Bác sĩ cũng có rất nhiều những công trình nghiên cứu đột phá trong lĩnh vực tiêu hóa và cũng là báo cáo viên của rất nhiều hội nghị trong nước và quốc tế. Và đặc biệt thì Tiến sĩ Bác sĩ Quách Trọng Đức hiện nay đang là giảng viên của phân môn tiêu hóa thuộc bộ môn nội tiêu hóa của khoa y Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ Quách Trọng Đức còn là Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam và là Phó Chủ tịch của Liên Chi hội Khoa học Tiêu hóa của Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là Tổng Thư ký Liên Chi hội Nội soi của Việt Nam. Và thưa tất cả quý vị, với chương trình đào tạo trực tuyến buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta có thể xem trên webinar, trên Zoom và đặc biệt là những kênh thông tin mà chúng tôi cũng sẽ kết nối để quý vị có thể tiện theo dõi trong chương trình này. Đó là livestream trên hệ thống kênh YouTube Alo Bác sĩ và alobacsi.com cũng như là fanpage Alo Bác sĩ và Hội Nhà thuốc và Quầy thuốc Việt Nam. Ngoài ra còn có rất kho tài liệu y dược cũng sẽ chia sẻ những thông tin này. Và chúng tôi cũng hy vọng là với chương trình ngày hôm nay, ngoài phần chia sẻ kiến thức và thông tin của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Quách Trọng Đức, thì các dược sĩ nhà thuốc của chúng ta hãy đặt câu hỏi trên các fanpage mà chúng tôi sẽ thực hiện trực tiếp trong chương trình ngày hôm nay. Và tất nhiên, bác sĩ cũng sẽ dành thời gian để có thể giải đáp những thắc mắc này. Và thưa quý vị, có thể nói là với Covid-19 thì đã để lại rất nhiều những cái hậu quả, phải không ạ? Và một trong những điều mà có thể thấy rõ ràng nhất đó là chúng ta sẽ thay đổi rất nhiều những cái thói quen, những cái sinh hoạt trong ăn uống và trong sinh hoạt. Và đặc biệt là những cái áp lực về kinh tế, rồi những cái áp lực
về nguy cơ lây nhiễm, đó chính là những cái yếu tố làm cho những cái bệnh lý liên quan đến tiêu hóa sẽ dễ nảy sinh hơn. Và đối với những ai mà đang có những vấn đề của bệnh lý tiêu hóa thì sẽ làm cho tình trạng nó có thể là kéo dài hơn và cũng nghiêm trọng hơn. Đó cũng là lý do vì sao mà trong buổi đào tạo trực tuyến ngày hôm nay chúng tôi đã lựa chọn đề tài này để có thể đưa đến cho quý vị những thông tin hữu ích. Và đối với những bệnh lý của đường tiêu hóa thì rất là thường gặp, chẳng hạn như là những vấn đề trên dạ dày, tá tràng, những vấn đề của hội chứng ruột kích thích hay là tiêu chảy và táo bón. Đây cũng là những vấn đề mà các nhà thuốc của chúng ta sẽ rất là thường gặp từ phía các khách hàng của mình, phải không ạ? Làm sao để chúng ta có những cái kiến thức và chúng ta có thể tư vấn được cho các khách hàng của mình là việc lựa chọn và sử dụng những cái sản phẩm có thể an toàn và hiệu quả. Đó cũng là mục tiêu của chương trình ngày hôm nay. Và cũng với chương trình này, chúng tôi cũng hy vọng là mang đến cho quý vị những kiến thức và đó chúng ta có thể hiểu rõ hơn về cái cơ chế của bệnh như thế nào để có thể tư vấn cho khách hàng của mình một cách cụ thể nhất. Và thưa tất cả quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì một nội dung mà có lẽ là các dược sĩ, cán bộ y tế của chúng ta chờ đợi nhất, đó là bài nói chuyện của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Quách Trọng Đức xung quanh một cái đề tài như Kim Ánh đã nói ở phần đầu của chương trình ngày hôm nay, đó là những lưu ý trong xử trí các bệnh tiêu hóa trong thời kỳ bình thường mới như thế nào. Và bây giờ thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Quách Trọng Đức, khách mời của chúng tôi ngày hôm nay, sẽ chia sẻ cùng với tất cả quý vị những cái thông tin hữu ích này. Xin mời Bác sĩ Quách Trọng Đức ạ. Cảm ơn chị Kim Ánh. Xin chào quý vị đồng nghiệp. Như chúng ta biết thì cái đại dịch Covid-19 mình nói là đi qua, nhưng thực ra thì nó ở chỗ này nó đi qua, nhưng ở những chỗ khác thì nó vẫn còn đang tiếp diễn. Và cái quy trình như vậy chúng ta cũng chưa biết là bao giờ nó sẽ chấm dứt. Do đó thì trong cái phần trình bày của mình á, thì chúng tôi sẽ nói về những cái điểm qua cho những cái chuyện mà chúng ta gặp phải trong cái giai đoạn dịch đang xảy ra, mà chúng ta phải ở trong cái tình trạng gọi là cách ly xã hội, và cũng như là chúng ta nên làm gì khi mà cái dịch nó đã qua. Và với một cái dịch nó lớn như thế này á, thì mọi đồng nghiệp của chúng ta, những người làm công tác y tế đều có những cái trách nhiệm mà chúng ta sẽ cần phải chia sẻ cho cộng đồng. Thì cái phần đầu tiên như chị Kim Ánh đã nói thì chúng tôi xin chia sẻ bước đầu để làm nóng cái chương trình bằng một số những cái chia sẻ mà chúng tôi sẽ điểm qua hai cái phần chính. Thứ nhất là chúng ta nhìn về cái đại dịch, những cái thay đổi về cái bệnh lý tiêu hóa trong cái đại dịch này. Và thứ hai là chúng ta sẽ bàn đến những cái điểm chúng ta cần phải lưu ý khi đại dịch đi qua. Với một mục tiêu chung là làm sao xử trí hiệu quả nhất trong một cái tình thế thực tế là khó khăn trong cái vấn đề bệnh nhân tiếp cận với cơ sở y tế, mà thứ hai là không bỏ sót những bệnh nguy hiểm. Trong cái phần trình bày đầu tiên thì chúng tôi sẽ bàn về một số những cái thay đổi của cái bệnh lý tiêu hóa trong cái đại dịch. Thì chúng ta biết rằng là ngay cả khi không có đại dịch thì cái bệnh lý tiêu hóa cũng đã rất là phổ biến rồi, và đó là một trong những cái than phiền lớn nhất và thường gặp nhất khi bệnh nhân đến với các bệnh viện. Tuy nhiên thì với một cái đại dịch như thế này, chúng ta thấy rằng trên cái biểu đồ của Tổ chức Y tế Thế giới thì cái màu đậm nhất, tức là cái màu mà cái dịch nó đang phát triển mạnh nhất, thì Việt Nam chúng ta đang ở cái màu đậm nhất. Và như vậy thì liệu nó ảnh hưởng như thế nào trên người bệnh? Chúng ta sẽ thấy rằng là trong đại dịch thì có những bệnh nhân bị Covid và có những người không bị Covid. Thì đối với những cái trường hợp mà bị Covid á, thì cho đến hiện tại chúng ta nghe nhắc nhiều đến đây là một cái bệnh lý gây ra tình trạng viêm hô hấp cấp. Chúng ta nhắc nhiều đến cái biểu hiện của hô hấp. Nhưng bên cạnh đó người ta thấy rằng là gì? Là cái đường tiêu hóa cũng có những cái tổn thương có thể xảy ra. Và các cái triệu chứng mà được nhắc đến nhiều nhất trong những cái trường hợp bệnh nhân mắc Covid, chúng ta thấy trên cái bảng này đó là gì? Đó là người ta đề cập đến tình trạng tiêu chảy, đề cập tới tình trạng buồn nôn, nôn và tình trạng mất vị giác của những cái bệnh nhân bị mắc Covid, với một cái tỷ lệ đâu đó tùy theo các nghiên cứu, tùy theo cái quốc gia, nó khoảng từ 4 đến khoảng 20 hoặc là hơn 20%. Và bên cạnh đó thì nó thể xảy ra một cái chuyện là khi cái dịch nó sắp sửa nó đi qua, như chị Kim Ánh nói, tức là những cái bệnh nhân mà sau khi bị Covid và người ta xuất viện, mọi chuyện nó chưa dừng lại ở đó. Và người ta nhắc đến một cái vấn đề mới gần được đây, đó là gì? Khi mình cứu được bệnh nhân và bệnh nhân qua được cái Covid thì mình phải đối mặt với một cái số vấn đề khác mà người ta gọi là hậu Covid. Và trong đó thì nó có một số những cái di chứng về mặt tiêu hóa ở những cái bệnh nhân Covid sau khi xuất viện. Theo một số những cái dữ kiện ban đầu thì chúng ta thấy rằng là cái di chứng tiêu hóa người ta định nghĩa là gì? Là những cái bệnh nhân mà trước đó, trước khi mà cái dịch đã xảy ra trong vòng một tháng mà trước khi bị mắc Covid thì người ta hoàn toàn không có triệu chứng tiêu hóa gì cả, và cái triệu chứng đó mới xảy ra sau này mà thôi. Và trên một số những cái dữ kiện chúng ta thấy rằng ở đây có khoảng 44% bệnh nhân sau khi mắc Covid
được đủ tiêu chuẩn là hết bệnh và ra về, thì bệnh nhân vẫn có những cái triệu chứng tiêu hóa sau đó. Và theo cái tần suất từ trên xuống dưới, mình thấy nhiều nhất là mất vị giác, buồn nôn, ở chua và tiêu chảy, và còn nhiều nữa. Vậy một cái vấn đề đặt ra rằng là gì? Cái câu hỏi là như vậy thì mình có thể dự đoán được cái người nào là sau khi về rồi người ta vẫn còn cái triệu chứng này hay không? Thì chúng ta nhìn qua cái dữ liệu của một số những cái công trình mà ở đây là của một tác giả ở châu Á, thì chúng ta thấy rằng là người ta nhận thấy rằng là gì? Đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân không có cái triệu chứng tiêu hóa lúc nhập viện thì không có những cái biểu hiện này. Tuy nhiên có khoảng 1/3 trường hợp, chiếm khoảng 29% trường hợp, thì bệnh nhân đã có cái triệu chứng khi mà bệnh nhân nhập viện rồi. Và 2/3 trường hợp thì có cái triệu chứng tiêu hóa trong cái thời gian bệnh nhân tiếp tục nhập viện sau đó. Một cái câu hỏi đặt ra là chuyện gì xảy ra vậy? Thì người ta nhận thấy rằng cái cơ chế còn quá nhiều thứ để có thể chúng ta bàn giải. Tuy nhiên một số những cái giả định chúng ta có thể xem xét ở đây. Thứ nhất là cái SARS-CoV-2 đó không chỉ nó tác động và nó tấn công vào đường hô hấp mà nó có những cái thụ thể tác động trên đường tiêu hóa và nó có thể gây ra tổn thương trên đường tiêu hóa. Thứ hai nữa đó là gây ra một cái tình trạng khi mà suy hô hấp xảy ra thì cái tình trạng thiếu oxy cung cấp cho cơ thể nó xảy ra khắp nơi, trong đó có cả ống tiêu hóa, và nó cũng có thể gây ra những cái ảnh hưởng về cái chức năng sinh lý của hệ tiêu hóa. Ngoài ra thì những cái thuốc mà bệnh nhân điều trị trước đó, chẳng hạn giảm tiết axit, hoặc là chính bản thân tình trạng stress mà chúng ta thấy rất là thường xuyên, mà bản thân chúng ta mỗi người nhân viên y tế đều có thể nhận diện khi chúng ta gặp bệnh nhân đều có thể nhận ra được. Và như vậy thì cái di chứng, một cái câu hỏi đặc biệt ra rằng là cái chuyện đó nó xảy ra bao lâu, chừng nào nó mất đi, thì chúng ta còn cần thêm thời gian để chúng ta theo dõi. Tuy nhiên thì với cái dữ liệu của những cái bài báo này, chúng ta sẽ thấy rằng là gì, là 51/52 trường hợp người ta theo dõi trong vòng 90 ngày sau đó, tức là hầu hết gần như là cái triệu chứng nó vẫn còn dai dẳng sau 3 tháng, và chúng ta còn phải theo dõi thêm coi thử nó còn tiếp diễn bao lâu nữa. Và như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là đối với những cái bệnh nhân mà COVID sau khi đi qua thì cái tần suất bệnh lý tiêu hóa với rất nhiều biểu hiện nó tăng lên và có thể nó sẽ còn kéo dài trong một cái thời gian dài sau đó. Đó là chúng ta mới vừa bàn về những cái bệnh nhân COVID. Vậy thì những người còn lại thì sao? Những người không bị COVID thì nó lại có một số những yếu tố khác. Chúng ta thấy là chúng ta hàng ngày phải nghe ngóng tới những cái thông tin về cái vấn đề dịch bệnh, những cái ca mới mắc của trong những cái khu của dân cư của mình luôn, ở sở làm của mình luôn. Và chúng ta phải nghe đề cập những cái vấn đề là xét nghiệm, giãn cách xã hội, cách ly xã hội. Và đương nhiên là chúng ta ước đoán rằng là cái tần suất nó sẽ tăng lên theo cái vấn đề liên quan đến cái stress do cái vấn đề thực tế mà chúng ta những cái phải đối mặt. Bên cạnh những cái chuyện dịch bệnh, ngoài ra còn có vấn đề cung ứng thực phẩm, rồi vấn đề liên quan đến công ăn việc làm, vân vân. Vậy thì chúng ta có cái dữ kiện gì về vấn đề này hay không? Ở Việt Nam chúng ta hiện tại chưa có, tuy nhiên thì chúng tôi xin chia sẻ một cái dữ kiện của Đông Âu, một cái nước mà chịu một cái đại dịch đi qua trước chúng ta. Thì đây là một cái dữ liệu mà người ta công bố rằng là cái tần suất bệnh lý tiêu hóa ở trong cái giai đoạn trên khảo sát trên cùng một nhóm nghiên cứu mà người ta khảo sát năm 2019, tức là trước khi có dịch, và trong cái giai đoạn cách ly xã hội giống như Thành phố Hồ Chí Minh mới vừa đi qua, tức là năm 2020. Thì chúng ta sẽ thấy rằng nói về cái triệu chứng tiêu hóa nói chung và nhiều triệu chứng á, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái tỷ lệ nó tăng lên rất là nhiều. Trước đại dịch á, thì khoảng đâu đó 56%, thì sau đại dịch tức là khoảng 68,9%, tức là gì? Trước đại dịch thì chỉ có khoảng phân nửa là có triệu chứng tiêu hóa, sau đại dịch tới 2/3 bị. Và nếu chúng ta nhìn kỹ xuống phía dưới thì rất nhiều các triệu chứng ở đây. Vậy thì chuyện gì xảy ra vậy? Và chúng ta có cái giải thích gì về vấn đề này hay không? Một lần nữa một câu hỏi khó và nhiều cái yếu tố có thể giải thích được cho vấn đề này. Tuy nhiên thì cho đến hiện tại thì cũng trong cái bài báo này rất là lý thú là người ta xem xét về cái liên quan giữa cái mức độ lo âu cũng như là cái mức độ stress của bệnh nhân với các triệu chứng. Và khi mà phân tích thì người ta thấy rằng là có rất là nhiều cái mối liên quan ở đây. Và đặc biệt chẳng hạn như chúng ta điểm qua chẳng hạn những cái bệnh nhân mà có cái triệu chứng IBS á, thì đặc biệt là những cái người mà có cái vấn đề lo âu á, thì trong khi người ta lo âu thì cái IBS nó tăng lên. Hoặc là những cái trường hợp mà bệnh nhân có cái triệu chứng mà chúng ta gọi là hot burn, tức là nóng rát ngực á, thì trong trường hợp này người ta thấy một cái triệu chứng quan trọng nhất cũng là mình thấy rằng là cái mức độ lo âu nó sẽ làm cho cái triệu chứng nó sẽ nặng nề hơn. Như vậy thì đối với những cái trường hợp như chúng ta thấy là chúng ta phải đối mặt với một cái thực tế là rất nhiều bệnh nhân có cái triệu chứng như vậy, và trong một cái thực tế là có khi là người ta không đi khám bệnh được tại các cơ sở y tế, và chủ yếu là chúng ta hiện tại là hoạt động rất nhiều là trên các cái phòng mạch online, nhà thuốc online, và cái chuyện cấp phát thuốc là dẫn đến tại nhà. Như vậy thì vấn đề đặt ra rằng là chúng ta có thể làm được cái chuyện đó một cách tốt hay không, hiệu quả và an toàn hay không. Và một cái câu trả lời rằng là một cái chuyện luôn luôn đúng từ xưa tới nay, bất di bất dịch, đó là riêng đối với bệnh lý tiêu hóa thì phần lớn cái thông tin giúp ích cho cái việc chẩn đoán bệnh
thì chủ yếu là chúng ta phải hỏi bệnh. Đó là những cái chuyện mà chúng tôi nghĩ là tất cả các nhà thuốc, các bạn nhân viên y tế đều có thể làm được trong cái bối cảnh này. Và cái vấn đề là chúng ta làm như thế nào để cho nó hiệu quả và nó tránh được những cái rủi ro cho bệnh nhân. Rủi ro là gì? Rủi ro là chúng ta bỏ sót những cái trường hợp bệnh nguy hiểm. Bởi vì bản thân trong đại dịch chúng ta thấy rằng do lo ngại đến cơ sở y tế và bị mắc thêm cái chứng Covid thì nhiều trường hợp cần đến bệnh viện sớm hơn. Những cái trường hợp ung thư, những cái trường hợp bệnh cấp cứu phải mổ thì hoặc là những cái nhồi máu cơ tim, vân vân, những cái ca mà gọi là tai biến do cái gọi là tai biến mạch máu não, chúng ta phải sớm hơn thì người ta bị trì hoãn và do đó thì chậm trễ. Như vậy riêng đối với cái những vấn đề liên quan đến triệu chứng tiêu hóa thì một cái điểm rất là quan trọng rằng là chúng ta khi mà hỏi bệnh nhân thì chúng ta cần phải rà soát những cái dấu hiệu mà chúng ta gọi là dấu hiệu báo động đỏ. Báo động đỏ tức là những cái dấu hiệu coi chừng đó, đó là có thể là những cái chuyện chúng ta có thể cho thuốc gì đó để cho bệnh nhân đỡ triệu chứng, nhưng nên khuyên người ta tiếp cận cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Đối với cái triệu chứng tiêu hóa trên thì chúng ta cần phải lưu ý đối với những cái trường hợp mà cái triệu chứng nó mới xảy ra ở những cái người mà trên 40 tuổi, hoặc là những cái dấu hiệu mà những cái vấn đề liên quan đến cái chuyện gọi là thiếu máu. Thiếu máu thì tự mà nói chung là không nhạy lắm khi chúng ta phát hiện trên lâm sàng, nhưng cũng có một số trường hợp cái tình trạng nó thiếu nhiều quá và bản thân người nhà người ta cũng có thể nhận ra được. Những cái tình trạng sụt cân không phải là do một cái lý do có thể lý giải được bằng cái cách là do cái chế độ ăn uống, hoặc là khi bệnh nhân có cái tiền căn ung thư trong gia đình, những cái trường hợp nuốt khó, nuốt đau, thì đó là những cái vấn đề chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta phải để ý hỏi. Còn đương nhiên những cái vấn đề mà bệnh nhân ói ra máu đi, tiêu ra máu thì thường thường người ta cũng đã tự nhận thấy và có thể gọi là có thể tự khai cho mình rồi. Một cái điểm lưu ý ở đây là bệnh nhân đi tiêu ra máu, nhưng một số trường hợp nó là cái dạng là tiêu phân đen. Thì tiêu máu đỏ thì thường họ kể liền à. Nhưng mà tiêu phân đen tức là gì? Trong những cái trường hợp cái máu nó lâu trong ống tiêu hóa thì nó có chuyển ra màu đen. Và trong những trường hợp mà chúng ta hỏi đó thì chúng ta cần phải hỏi rõ cái thông tin này để chúng ta hiểu hơn. Đối với những cái bệnh nhân có triệu chứng tiêu hóa dưới, chẳng hạn đau bụng dưới, bệnh nhân bị tiêu chảy, táo bón, vân vân, thì chúng ta điểm qua chúng ta thấy đối chiếu với tiêu hóa trên nó cũng có những cái điểm tương tự nha. Và trong đó thì nó có một số những cái dấu hiệu rất là quan trọng mà chúng ta cần phải lưu ý. Ở đây chúng tôi nhấn mạnh đó là cái tiền căn ung thư đại trực tràng trong gia đình, tại vì những cái người mà có tiền căn như vậy thường cái nguy cơ nó sẽ cao hơn. Rất là nhiều các bệnh lý tiêu hóa để chúng ta có bàn. Tuy nhiên thì một lần nữa để làm nóng cái chương trình thì chúng tôi sẽ không có tham vọng là chúng ta nói hết, và chúng tôi sẽ điểm qua những cái chuyện mà nó đang gọi là nổi bật cho đến hiện nay và chúng ta thường gặp. Đó là chúng ta sẽ điểm qua những cái bệnh gọi là bệnh tràn ngược trực thực quản, hội chứng ruột kích thích, và trong những cái phần còn lại thì chúng tôi chờ đợi những cái phần thảo luận và tương tác của quý vị đồng nghiệp trong cái chương trình ngày hôm nay. Thế thì riêng đối với cái triệu chứng trào ngược á, thì một cái điểm rất là quan trọng để chúng ta nhớ rằng là cái triệu chứng ở nóng, ở trớ, tức là nóng rát sau xương ớt và trớ đồ ăn á, thường hiếm khi nào bệnh nhân tự khai lắm. Ngay cả khi người ta bị trào ngược, thường người ta sẽ kể các triệu chứng mà kèm theo, chẳng hạn như là đầy hơi, rồi đau thượng vị, vân vân. Và đây là một trong những cái công trình nghiên cứu chúng tôi làm cách đây khá lâu rồi, nhưng mà cho thấy rằng ở cái cột màu đỏ đó, là khi chúng ta hỏi bệnh so với cái cục màu xanh xám, tức là chúng ta để tự bệnh nhân khai á, thì chúng ta thấy là nếu chúng ta hỏi mà chúng ta mô tả triệu chứng á, thì người ta sẽ trả lời được rõ ràng và chính xác hơn, và tỷ lệ mà chúng ta phát hiện được cái độ nhạy để chẩn đoán bệnh trào ngược nó sẽ cao hơn. Về cái cách xử trí thì như thế nào? Thì trong một cái gần đây trong một cái đồng thuận mà chúng tôi có tham gia của vùng Đông Nam Á thì chúng ta cũng bàn đến cái vấn đề dịch này đó. Thì người ta bàn đến cái vấn đề gọi là cái triệu chứng trào ngược sẽ là cái vấn đề cái điểm chính để chúng ta chẩn đoán cái bệnh trào ngược ở vùng Đông Nam Á nói chung, trong đó có Việt Nam. Và đối với các cái thuốc mà chúng ta cần xem xét á, thì chúng ta cần phải lưu ý rằng là bên cạnh những cái điều chỉnh về lối sống thì các cái thuốc đầu tay, chẳng hạn như đối với cái viêm loét dạ dày tá tràng thì chúng ta biết là cái thuốc mà giảm nhanh triệu chứng nhất á là antacid, thì đối với bệnh trào ngược dạ dày thực quản là cái anginat, là một cái thuốc cũng là cái dạng nhũ dịch, nhưng mà nó lại có một cái cơ chế tác động là nó che chở chống cái hiện tượng trào ngược tốt hơn, và trong những cái trường hợp khó khăn người ta có thể quyết định tới sử dụng PPI. Và đối với cái hội chứng ruột kích thích thì nhắc lại một tí xíu, cái hội chứng ruột kích thích tức là một trong những cái rối loạn tiêu hóa dưới phổ biến nhất, mà theo một cái dữ kiện mà mới đây chúng tôi tổng kết ở Việt Nam thì cái tỷ lệ là trên các cái nghiên cứu cho thấy là đâu đó khoảng trên 10%, tức là khoảng 10 người Việt Nam thì có thể có một người mắc cái hội chứng này, với một cái biểu hiện là cái đau bụng mãn tính tái diễn và đi kèm theo ít nhất là 2 trong 3 cái tiêu chuẩn là cái tình trạng đau bụng nó kèm theo đi tiêu. Có thể là ăn, có lẽ là khi bệnh nhân đau bụng đã bệnh nhân đi tiêu xong bệnh nhân giảm, nhưng mà cũng có một số trường hợp thì đi tiêu xong cái cơn đau nó tăng lên, thay đổi cái số lần đi tiêu, và thứ ba nữa là cái thay đổi khuôn phân, tức là cái xu hướng là bón hơn hay là lỏng hơn, và cái thời gian thường thường nó là
do cái tính chất lành tính thành ra nó thường nó kéo dài trong một thời gian khá dài, trước đó thường là ít nhất là 6 tháng. Một cái điểm rất là quan trọng mà có thể giúp ích mà mình cũng sẽ cảm thấy nhẹ lầm trong cái vấn đề chẩn đoán là cho đến hiện tại với những cái tiêu chuẩn chẩn đoán cập nhật á, thì người ta không bắt buộc là phải có thăm dò bằng nội soi mới chẩn đoán được cái này. Mà nếu mà chúng ta hỏi kỹ các cái triệu chứng trên lâm sàng đúng cái tiêu chuẩn vừa rồi và chúng ta kiểm tra không có những cái dấu hiệu gọi là dấu hiệu báo động trong cái bảng mà trong cái phần slide phía trước chúng tôi trình bày, thì chúng ta có thể xem xét đây là một cái trường hợp nghĩ nhiều đến hội chứng đột kích mà chúng ta có thể xem xét vấn đề tiếp cận điều trị. Đối với vấn đề tiếp cận điều trị IBS thì đây là một cái vấn đề, một cái bệnh lý mà cho đến hiện tại cái yếu tố thúc đẩy và cái điều trị, đây là một bệnh lành tính và chủ yếu là điều trị triệu chứng nổi trội. Và các cái triệu chứng nổi trội như chúng ta thấy trên bảng á, là chúng ta có thể nghe bệnh nhân than phiền về tiêu chảy, táo bón, đau bụng và đầy bụng. Và chúng ta có nhiều cái lựa chọn trong những cái trường hợp này. Và trong cái slide tổng hợp này thì chúng tôi chỉ điểm qua những cái chọn lựa mà chúng ta có thể có với một cái nguyên tắc chung cho tất cả các bệnh chúng ta đều biết rằng là gì, là không có thuốc nào gọi là tối ưu cho tất cả bệnh nhân, mà chúng ta sẽ có những cái chọn lựa phù hợp cho mỗi người và chúng ta sẽ có cái phần bàn luận về chuyện này trong cái phần thảo luận phía sau. Trên cái phần này chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ có một số những cái chữ được phông màu xanh và những cái chữ phông màu đen. Thì chúng tôi muốn kết hợp một cái chuyện, tức là những cái chữ mà phông màu xanh á, tức là những cái chọn lựa mà chúng ta có thể có ở Việt Nam. Và những cái chọn lựa mà chúng ta thấy màu đen á, tức là chúng ta chưa có hoặc là chúng ta chưa có cái điều kiện để phát triển những cái thuốc này một cách gọi là phổ biến ở Việt Nam. Và trên cái cơ sở cái slide này chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ có một cái nhìn tổng thể về những cái chọn lựa để chúng ta có thể quyết định về cái điều trị cho cái bệnh này. Một trong những cái gọi là cái hướng dẫn mà điều trị hội chứng đột kích thích mà cho đến hiện tại được trên thế giới, trong đó cả châu Á và Việt Nam sử dụng nhiều nhất, thì có thể nói đến là cái khuyến cáo của đồng thuận Rome 4. Và đối với cái vấn đề giảm đau trong IBS thì chúng ta thấy là chúng ta có nhiều cái lựa chọn ở đây. Tuy nhiên đối với cái điều trị bước đầu mà ở các nhà thuốc thì chúng ta thấy là chọn lựa, chúng tôi nghĩ rằng là cái lành tính nhất mà chúng ta có thể kê toa, mà chúng ta có thể chỉ định qua cái gọi là cái đánh giá qua trực tuyến, thì đó là những cái thứ gọi là cái chống co thắt tại chỗ mà chúng ta thấy là những cái thuốc mà chúng ta có thể có sẵn tại chỗ, chẳng hạn như Otilonium hay là Mebivirine. Bên cạnh đó thì đối với những cái điều trị tiêu chảy thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có các cái thuốc chẳng hạn như Loperamide, các cái thuốc gọi là Prokinetic, và chúng ta có một số những cái thứ gọi là sâu hơn, nhưng mà căn bản thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái các cái thuốc mà chúng ta thấy rằng là cái đầu tay mà chúng ta có thể có. Trong đó thì trong một cái bài báo gần đây thì chúng tôi cũng có nhắc đến cái Diosmetic là một cái thuốc cũng đã được chứng minh ở trong cái khu vực châu Á, tại vì cái đây là cái hướng dẫn của châu Âu và Bắc Mỹ, thì cũng có thể giúp ích trong cái vấn đề cải thiện cái triệu chứng đau bụng và số lần đi tiêu cho bệnh nhân. Còn đối với cái vấn đề táo bón thì chúng ta thấy rằng chúng ta có những cái lựa chọn ở đây, nhưng mà trong cái lựa chọn này á, thì cái PEG, tức là cái polyethylene glycol, chúng ta gọi là macrogol á, thì là cái một cái nhóm thuốc thẩm thấu mà cho đến hiện tại thì ở Việt Nam chúng ta có, và nó có thể được xem xét là một cái chọn lựa thích hợp trong những cái điều trị táo bón cho bệnh nhân hội chứng đột kích thích. Còn những cái thứ chọn lựa dưới hơn thì đây là một cái bản tổng thể của quốc tế, tuy nhiên thì đây là những cái thuốc đắt tiền mà chúng ta chưa có ở thực tế Việt Nam. Một cái chọn lựa mà gần đây chúng ta nghe được đề cập rất là nhiều đó là các cái vấn đề sử dụng các cái men vi sinh. Và chúng ta thấy là probiotic thì bây giờ là nói rất là nhiều, không chỉ là thuốc mà còn là cái thực phẩm gọi là bổ trợ, và nó có thể được bào chế dưới dạng viên thuốc cũng như là được bổ sung trong các cái sản phẩm sữa, da ua vân vân. Thành ra nó có thể nói rằng là rất là nhiều các cái thông tin về vấn đề này. Và trong hội chứng đột kích thích người ta cũng bàn đến cái vấn đề sử dụng probiotic, tức là các men vi sinh sống, chúng ta gọi là men vi sinh sống. Thì cái cơ sở là bởi vì các nghiên cứu họ thấy rằng là gì, trong cái vấn đề khi mà hội chứng đột kích thích á, thì nó có một cái sự gọi là mất cân bằng giữa các cái khuẩn có lợi và các cái khuẩn có hại. Những cái khuẩn có lợi thì nó giảm đi, trong khi những cái khuẩn có hại mà gây ra triệu chứng thì nó tăng lên. Và do đó thì nó là một cái cơ sở nền tảng cho cái vấn đề chúng ta có thể sử dụng probiotic, tức là bổ sung thêm những cái con lợi khuẩn nhằm mục đích là cố gắng điều chỉnh lại cái sự cân bằng này để chúng ta có thể đạt được một cái sự cải thiện về mặt triệu chứng cho bệnh nhân. Thế thì theo cái khuyến cáo năm 2017 của Hội Tiêu hóa Thế giới thì một cái điểm rất là nhấn mạnh mà người ta nói rằng là gì, đó là không phải men vi sinh sống là con nào cũng giống nhau, mà một số con thì nó sẽ có một cái lợi ích chuyên biệt trên một số những cái triệu chứng gì đó hoặc là một số bệnh cụ thể của bệnh nhân.
Và cái chuyện đó nó sẽ rất là chuyên biệt. Chuyên biệt gì? Nó không phải chỉ là cái tên đâu, cái tên của cái chủng đâu, mà nó còn phải là cái loài gì và cái dòng gì, và cụ thể là với cái liều lượng như thế nào thì chúng ta mới đạt được cái lợi ích đó. Chứ không phải loại nào chúng ta cho vô là chúng ta sẽ có đáp ứng giống như là thuốc tiên vậy đó, cái nào vô là cũng có hiệu quả hết. Thì đó là một cái điểm mà chúng ta cần phải cẩn trọng khi chúng ta chọn lựa cho bệnh nhân. Rồi, thế thì theo cái khuyến cáo này thì có cái gì có lợi cho IBS thì chúng ta thấy trên cái bảng, mặc dù chúng ta có rất nhiều nhưng cái bảng này nó khá hạn chế một số ít thôi. Và nếu mà điểm về vùng Đông Nam Á thì cho đến hiện tại thì chúng ta, và trong đó có Việt Nam, đặc biệt Việt Nam, thì chúng ta có ít hơn các cái sản phẩm mà có thể giúp ích cho vấn đề này. Cụ thể là chúng ta có cái chủng Lactobacillus lactobacillus, mà phải cụ thể là cái dòng của nó là 299V hoặc là Saccharomyces boulardii. Và không chỉ như vậy, như chúng ta đã nói rồi, là nó không phải chỉ chuyên biệt về chủng, loài, dòng, mà thêm một cái nữa tức là cái số lượng của vi khuẩn cung cấp hàng ngày nó cũng phải đảm bảo để chúng ta có thể đạt được cái lợi ích như mong muốn. Như vậy thì có câu hỏi đặt ra rằng quý vị mọi người có thể hỏi rằng chúng ta sử dụng probiotic như thế nào, tức là men vi sinh sống như thế nào cho nó hiệu quả. Thì một cái điểm như chúng ta đã nói, tổng hợp và đúc kết trở lại trong cái slide trước, là chúng ta cần phải cẩn trọng chọn lựa theo khuyến cáo, và nó cần phải có một cái sự chuyên biệt về chủng, loài, dòng và cái liều sử dụng giống như cái slide phần phía trước. Và chúng ta sử dụng bởi một cái lý do là nó có một cái tình trạng loạn khuẩn ruột, và một số các cái men vi sinh sống đã được cho thấy là khi chưa nghiên cứu thì có được những cái đáp ứng có lợi cho bệnh nhân. Và cho đến hiện tại thì hai cái loại mà chúng ta đề cập ở Việt Nam á, thì không phải cái lợi ích nó hoàn toàn giống nhau, mà chúng ta điểm qua đây chúng ta sẽ thấy là các nghiên cứu cho thấy một số những cái đặc điểm khá đặc biệt. Chẳng hạn đối với Lactobacillus plantarum 299V thì chúng ta thấy là nó cải thiện không chỉ là triệu chứng đau bụng mà thêm luôn cả cái triệu chứng đầy hơi, và một cái chuyện mà bệnh nhân hay than phiền khó chịu, tức là cái cảm giác đi tiêu không trọn. Tức là bệnh nhân đi tiêu xong rồi cứ cảm giác giống như nó còn cái gì trong đó đi không hết, rồi sau đó người ta cứ phải đi ra toilet hay đi lại, mà có khi là cái cảm giác là không hết phân. Và một cái đặc điểm rất là lý thú của cái nhóm probiotic và cái men vi sinh này á, là khi người ta thấy rằng là sau khi điều trị 8 tuần á, thì theo dõi sau đó 12 tháng thì cái nhóm được điều trị nó vẫn còn được cái lợi ích so với cái nhóm mà điều trị bằng giả dược, tức là không có thuốc. Còn đối với Saccharomyces boulardii á, thì tính chung thì người ta vẫn thấy nó có thể cải thiện chung về cái điểm số, tức là người ta cảm thấy khỏe hơn. Tuy nhiên tính một cách chuyên biệt về cái triệu chứng đau bụng, đầy hơi hay là cái cảm giác đi tiêu không trọn thì các cái dữ kiện nghiên cứu lâm sàng hiện tại thì chưa thấy là cái hiệu quả đó. Thì trên cái cơ sở đó thì chúng ta sẽ quyết định chọn lựa cho bệnh nhân. Vậy chúng ta điều trị cụ thể như thế nào, về cái thời gian, về cái theo dõi và cái lo toan về cái chuyện mà chúng ta điều trị thì nó có cái tác hại gì hay không? Thì một cái điểm rất quan trọng là chúng ta sẽ sử dụng liều theo khuyến cáo với cái liều tối thiểu là trong 4, ít nhất là 4 đến 12 tuần. Tại sao ít nhất 4 tuần? Tại vì các nghiên cứu cho thấy rằng là gì? Là khi chúng ta điều trị thì sớm nhất phải 2 tuần mới hiệu quả, và thường thường là 4 tuần. Như vậy thì một cái chuyện đặt ra là gì? Nếu mà dùng sớm 2 tuần rồi mình nói là không thấy hiệu quả mình ngưng, thì có khi rằng là gì? Là nó chưa đủ thời gian để chúng ta có thể thấy được hiệu quả, và đó là cái điểm mà chúng ta sẽ lưu ý trong cái thực hành lâm sàng của mình. Và nếu như cái triệu chứng mà chúng ta điều trị có thể thời gian tối đa là 12 tuần theo khuyến cáo của anh á, mà chúng ta thấy là không hiệu quả, thì trong trường hợp đó thì nếu chúng ta điều trị thêm nữa thì nó cũng tốn kém và nó không mang được lợi ích. Do đó thì chúng ta có một cái mốc chung là chúng ta điều trị từ 4 đến 12 tuần và sau đó chúng ta đánh giá. Và về nguyên tắc thì tính an toàn nói chung là tốt. Rồi, thế chúng ta bàn qua cái vấn đề là chúng ta xử trí cho bệnh nhân trong cái giai đoạn gọi là cách ly xã hội, trong những giai đoạn khó tiếp cận ở sở y tế. Chẳng hạn như bản thân chúng tôi ở thành phố Hồ Chí Minh thì trong cái giai đoạn này chúng ta gọi là dịch đi qua, nhưng mà khi mà bệnh nhân quay trở lại thì bệnh nhân thành phố Hồ Chí Minh thì quay trở lại được, nhưng bệnh nhân ở tỉnh thì vẫn là tha thiết cho khám online. Bởi vì sao? Mà người ta đi lên cái vùng dịch rồi sau đó người ta về là không được nữa. Tại qua cái gọi là cái chỗ mà gọi là kiểm soát thì cũng sẽ gặp một số những cái khó khăn về cái vấn đề, bởi vì mình đi về từ vùng dịch thì nó sẽ có một số những cái kiểm tra để đảm bảo rằng là cái vấn đề kiểm soát dịch được tốt.
Rồi, thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái mối là gọi là cái mối quan tâm lớn nhất của người Việt đối với những cái trường hợp mà bị bệnh tiêu hóa là người ta sợ những bệnh nguy hiểm, trong đó là ung thư dạ dày và ung thư đại tràng. Và đây là một cái chia sẻ của chúng tôi là cái dữ kiện tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thì có khoảng 1/6 trường hợp là ung thư dạ dày chúng ta phát hiện là ở cái tuổi dưới 40, tức là khá trẻ, mà phần lớn thì chúng ta thấy là tới khoảng khoảng 60-80% trường hợp là người ta có những cái triệu chứng báo động giống chúng ta đã nói, tức là cái nhóm mà chúng ta nghi ngờ nhưng mà nó cũng không lọc hết được. Có khoảng 20-40% trường hợp là có khi là không có những cái triệu chứng này. Vậy thì khi chúng ta điều trị những cái trường hợp mà bệnh nhân có cái biểu hiện tiêu hóa, mà thường cái nhóm thuốc mà chúng ta sử dụng nhiều nhất cho đến hiện tại là cái nhóm thuốc ức chế bơm proton, thì chúng ta cần phải lưu ý những cái chuyện gì? Đây là một số những cái hình mà chúng tôi đã làm cho bệnh nhân để chúng ta có thể thấy rằng là trong những cái trường hợp mà sau khi mà chữa những cái ổ loét, đây là những cái ổ loét dạ dày mà sau khi mà chữa bằng PPI chúng ta thấy nó lành rất là tốt. Đây chúng ta có hai cái ổ loét sau khi mà chúng ta sử dụng PPI. Và đây là một cái trường hợp mà bệnh nhân điều trị PPI trước, sau đó bệnh nhân quay lại. Thì trong hai cái ổ loét này đó thật sự là nó lành sẹo rồi đó, nhưng cái ổ loét sẹo này nó khá là xấu, thành ra là khi mà làm cái xét nghiệm tế bào đó thì cái tế bào nó ra là xấu và nó nằm trong một cái nhóm được gọi là nghi ngờ là ung thư sớm. Và trong cái trường hợp này thì mặc dù nó thành sẹo, tức là trong khi chúng ta kê PPI chúng ta thấy là nó có một cái chỉ định, giống chỉ định tương đối là chúng ta không dùng khi chúng ta nghi ngờ những cái trường hợp ung thư mà chúng ta chưa loại trừ được. Đó là một trong những cái minh chứng cho cái vấn đề là chúng ta sử dụng PPI thì có thể nó sẽ làm cái tổn thương, ngay cả cái tổn thương ác tính. Nhưng cái lành này nó chỉ là cái ổ loét bề mặt thôi, còn cái tế bào ung thư thì nó vẫn chui sâu ở phía dưới. Và cái triệu chứng á, nó có thể làm cho bệnh nhân giảm giả tạo, nhưng cái vấn đề khi mà tiếp cận y tế thì những người làm công tác y tế sẽ phải cẩn trọng nhiều hơn khi mình nhận định, mình phân tích những cái tổn thương như vậy. Hoặc một cái trường hợp bệnh nhân khác, đây là một bệnh nhân ở trên là bệnh nhân nam khoảng 67 tuổi, bệnh nhân ở dưới một bệnh nhân nữ khoảng 43 tuổi và vào viện bị một cái xuất huyết tiêu hóa do loét. Thì chúng ta thấy là sau khi chúng ta điều trị một PPI á, thì cái đây là cái vùng loét, cái vùng sẹo loét ở vùng thân vị. Sẹo thì nó lành rất là nhanh sau 2 tuần sử dụng PPI. Tuy nhiên thì khi sinh thiết á, thì nó ra cái dạng tế bào rất là xấu. Thành ra một lần nữa một cái điểm nhấn mạnh rằng á, là với cái vấn đề nhận định các cái tổn thương sau khi mà chúng ta điều trị bằng theo kinh nghiệm thì chúng ta cần phải có một cái sự nhận định và cẩn trọng lưu ý đến những cái vấn đề, những cái xét nghiệm nó có thể bị sai lệch cái kết quả do cái vấn đề điều trị trước đó. Đây là một cái hình minh họa khác là chúng ta có một cái trường hợp bị loét tá tràng sau điều trị. Thì trong trường hợp này cái sẹo nó lành rồi, sẹo nó lành rồi. Như vậy thì cái câu hỏi đặt ra là sẹo lành rồi liệu chúng ta có thể làm, có cần làm gì thêm hay không? Một cái câu quan trọng đặt ra rằng là sẹo lành nhưng như vậy thì đã loét đã có trước đó rồi. Mà loét đã có trước đó rồi thì cái gì gây ra loét? Và nếu chúng ta không giải quyết được một cái vấn đề, tức là cái nguyên nhân gây loét, thì cái loét này nó lành sẹo thì nó có thể thành một cái loét khác. Và chúng tôi muốn nhấn mạnh trở lại rằng là gì? Là với những cái loét ở dạ dày tá tràng mà ở cái khu vực phía Nam, và đây là cái dữ liệu mà chúng tôi làm trên khoảng hơn 170 bệnh nhân loét ở Bệnh viện Nhân dân Gia Đình á, thì cái tỷ lệ nhiễm Helicobacter pylori rất là cao, tới 94%. Và những cái trường hợp mà bệnh nhân sử dụng NSAID, tức là kháng viêm không steroid, là khoảng 25%. Và như vậy chúng ta sẽ nhìn chung như vậy á, thì có một cái sự gọi là trồng lắp ở đây, tức là có những cái trường hợp trên thực tế thì bệnh nhân vừa sử dụng kháng viêm không steroid và vừa sử dụng vừa có nhiễm Helicobacter pylori. Và nếu mà hai cái yếu tố này chúng ta không loại trừ thì loét lành sẹo, cái xu hướng sau này cái khả năng nó vẫn có thể có cái nguy cơ bị tái phát loét. Thì đó là một cái điểm mà chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh. Thứ hai, đối với bệnh lý của đại tràng thì sao? Thì một cái đặc điểm là cái ung thư đại trực tràng mà khởi phát ở Việt Nam á, thì thường là chúng ta thấy rằng là theo cái khuyến cáo mới nhất của Mỹ năm 2021 thì người ta tiến hành tầm soát từ cái tuổi 45 trở lên. Nhưng mà châu Á, trong đó có Việt Nam á, thì cái ung thư đại tràng thì chúng tôi nghĩ rằng cái điểm cách nó đâu đó khoảng nên từ 40 tới 45, hoặc là chúng ta lấy 40 thì là an toàn. Và thường thường á, thì chúng ta nói đến triệu chứng báo động cái phần phía trước. Tuy nhiên thì cũng có một số những trường hợp thì nó lại không có triệu chứng báo động, chiếm khoảng 1/5 các cái trường hợp. Và đối với những cái trường hợp này thì chúng tôi nhấn mạnh trở lại là vì cái yếu tố gia đình. Tức là mình hỏi gia đình thì không cần phải hỏi đến họ hàng hai bên đâu, nhưng mà họ gia đình ở đây tức là những cái người liên hệ huyết thống trực tiếp, tức là theo hàng ngang là anh chị em ruột, và theo hàng dọc thì ở trên là cha mẹ và ở dưới là con cái. Thậm chí một số trường hợp cái người con được chẩn đoán là sau đó tìm ngược lên cái người cha người mẹ thì cũng có thể phát hiện được những cái tổn thương để là cái dạng polyp, tức là cái nguy cơ tiền ung đó, để có thể phòng ngừa cho bệnh nhân. Vậy một cái câu hỏi đặt ra rằng là cái dữ kiện Việt Nam chúng ta có cái gì? Chúng tôi chia sẻ một số những dữ kiện, chẳng hạn đây chúng tôi có một cái nhóm khoảng hơn 400 trường hợp thì biểu hiện lâm sàng là y chang là hội chứng ruột kích thích.
Nhưng mà sau đó khi mà kiểm tra nội soi, cái này là cái nghiên cứu trước dịch, thì chúng ta thấy là có khoảng 2% bị ung thư. À, và trong cái nhóm này thì triệu chứng bao động không có giết ít nhiều lắm. Vậy một cái câu hỏi đặt ra rằng là chúng ta có cái cách nào để hỗ trợ bên cạnh chuyện hỏi về các cái triệu chứng báo động để chúng ta có thể nhận diện những cái trường hợp này hay không? Và chúng tôi chia sẻ một cái công cụ mà hoàn toàn có thể sử dụng tại phòng khám mà chúng ta có thể thực hiện online mà tính rất là dễ. Đó là chúng ta dựa trên những cái thông tin về tuổi, giới tính, tiền sử gia đình và tình trạng hút thuốc lá. Hút thuốc lá đây có thể là đang hút hoặc là đã từng hút thì vẫn tính là điểm cao hơn. Và bên cạnh đó thì chúng ta tính điểm như thế này nha. Và chúng ta tính cái điểm tổng. Và cái kết quả của các cái nghiên cứu tại chỗ mà chúng tôi thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh á, thì cho thấy rằng là nếu mà cái điểm tổng của chúng ta là 1 mà chúng ta cho là cái người có nguy cơ là 1 đó, thì những cái người có điểm tổng là 2, 3 thì cái nguy cơ nó cao hơn cái nhóm mà điểm 0 tới 1 tới 5,6 là khoảng 6 lần. Và nếu từ 4 tới 7 thì nó nguy cơ nó tăng lên gấp 12 lần. Và như vậy thì trên cái cơ sở như vậy á, thì mình có thể thấy được rằng là gì, là bên cạnh hỏi về các cái triệu chứng báo động thì chúng ta tính cái điểm như vậy á, thì chúng ta cũng sẽ biết được cái nguy cơ của bệnh nhân là cao hay thấp. Và trên cái cơ sở đó thì sau cái vấn đề gọi là bên cạnh cái vấn đề là tư vấn bệnh nhân bằng thuốc thì chúng ta có cần sẽ có thể được thêm cái thông tin là nên khuyên bệnh nhân này có cần được cái thăm dò sâu hơn sau khi mà cái dịch đi qua và người ta có cái cơ sở, người ta có thể tiếp cận được với cái cơ sở y tế mà có thể làm được cái đánh giá nội soi cho người bệnh hay không. Kính thưa quý vị đồng nghiệp, thì đã trải qua cái bài điểm các cái thông tin vừa rồi thì chúng tôi xin đưa ra một số những cái kết luận chính như sau. Thứ nhất là về cái biểu hiện của bệnh tiêu hóa trong cái đại dịch này, chúng ta thấy rõ ràng là nó có cái xu hướng gia tăng trong dịch và sau dịch. Và chúng ta thấy rằng là để mà đánh giá cái này an toàn và hiệu quả thì chúng ta cần phải lưu ý đến các cái triệu chứng báo động, gọi là những cái trường hợp mà có những cái dấu hiệu mà nghi ngờ bệnh nguy hiểm mà bệnh nhân cần phải đến khám sớm hơn. Và trong cái vấn đề mà xử trí những cái bệnh trong giai đoạn đại dịch thì bên cạnh những cái vấn đề mà chúng ta quan tâm giống như là điều trị bệnh lý tiêu hóa thông thường thì hai cái thành tố nữa mà chúng tôi nghĩ là chúng ta cần phải quan tâm, đặc biệt quan tâm, đó là cái vấn đề liên quan đến cái chế độ ăn uống, sinh hoạt và vận động. Nó có nhiều cái xáo trộn và hạn chế của người bệnh. Và bên cạnh đó, thứ hai là chúng ta nên quan tâm đến cái khía cạnh sức khỏe tinh thần của người bệnh để chúng ta có thể có một cái gọi là cái xử trí và một cái tư vấn toàn diện cho người bệnh. Về cái quản lý bệnh lý tiêu hóa làm sao để hiệu quả và an toàn trong đại dịch và sau dịch thì chúng tôi nhấn mạnh trở lại là vấn đề hỏi bệnh, hỏi chi tiết và hỏi có trọng điểm dựa trên những cái yếu tố mà chúng ta cho là quan trọng để tách bạch những cái vấn đề bệnh nguy hiểm và những cái chuyện mà chúng ta có thể xử trí được ngay qua cái khám online, qua cái tư vấn online và phát thuốc online là rất quan trọng để chúng ta có thể giúp ích được cho người bệnh mà tránh những cái chuyện mà chúng ta thấy là bệnh nhân khó khăn trong cái vấn đề di chuyển tới lui. Và trong đó thì chúng ta cần lưu ý, tức là những cái triệu chứng báo động đóng vai trò rất là quan trọng, mặc dù nó không phải là quá nhạy nhưng mà đó là những cái điểm mấu chốt quan trọng giúp ích chúng ta lọc bớt những cái trường hợp nguy hiểm. Bên cạnh đó chúng ta cũng có thêm một số những cái công cụ mà có thể giúp ích bổ trợ thêm, chẳng hạn như cái thang điểm APCS mà chúng tôi chia sẻ. Và một cái điểm quan trọng cuối cùng, tức là khi mà nhận định các cái tổn thương khi mà cái đại dịch đi qua thì chúng ta cần phải cẩn trọng là gì, là cái vấn đề điều trị theo kinh nghiệm trước đó nó có thể che nhờ cái triệu chứng của người bệnh, đặc biệt là những cái bệnh thực thể nguy hiểm, và trên cái cơ sở đó dễ dàng có thể dẫn đến những cái chẩn đoán muộn màng hơn. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Rất cảm ơn bài nói chuyện vừa rồi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Quách Trọng Đức. Thưa tất cả quý vị, với khoảng 30 phút thôi thì chúng ta đã có những cái thông tin rất hữu ích ha. Và rõ ràng với bài soạn rất là công phu của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Quách Trọng Đức đã đưa đến cho các dược sĩ, nhà thuốc, các cán bộ y tế của chúng ta rất nhiều những cái thông tin, và đặc biệt là cả những cái kiến thức, cả những cái cập nhật mới nhất và cả những cái tình huống nữa rất thường xảy ra ở các nhà thuốc. Và hy vọng là sau khi nghe bài nói chuyện này thì chúng ta sẽ có thêm những cái thông tin, những cái kiến thức để có thể tư vấn một cách an toàn và hiệu quả cho các bệnh nhân khi mà chúng ta đến với nhà thuốc như thế nào ha. Và thưa tất cả quý vị, ở phần đầu của chương trình ngày hôm nay thì
nội dung mà Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Quách Trọng Đức chia sẻ cùng với tất cả quý vị cũng được sự đón nhận rất là nhiệt tình của các dược sĩ nhà thuốc. Hiện nay Kim Ánh xem trên các fanpage thì có gần 900 dược sĩ và cán bộ y tế đang theo dõi trực tiếp chương trình đào tạo trực tuyến ngày hôm nay. Rất cảm ơn các dược sĩ nhà thuốc chúng ta đã dành thời gian để theo dõi chương trình này. Và chúng tôi sẽ càng vui hơn nữa nếu như qua phần nói chuyện vừa rồi của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Quách Trọng Đức, quý vị còn đang có những thắc mắc gì, có thể là những cái tình huống mà mình vẫn thường hay gặp ở nhà thuốc của mình xung quanh việc tư vấn về sử dụng thuốc như thế nào, thì quý vị cũng có thể đặt câu hỏi cùng với chương trình đào tạo trực tuyến ngày hôm nay của chúng tôi ha. Và Kim Ánh xin được nhắc lại những fanpage mà quý vị có thể gửi câu hỏi vào đó. Đó là fanpage của Alo Bác sĩ, Hỏi Bác sĩ Trả Lời, fanpage của Hội Nhà thuốc và Quầy thuốc Việt Nam, cũng như là group kho tài liệu y dược. Ngoài ra thì trên kênh YouTube Alo Bác sĩ và alobacsi.com thì quý vị cũng có thể dễ dàng theo dõi những thông tin của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Và thưa tất cả quý vị, hiện nay trên các fanpage thì Kim Ánh thấy có hàng trăm câu hỏi mà các dược sĩ đã gửi về rồi. Có lẽ là thời gian thì chắc cũng không thể trả lời được hết đâu, nhưng mà Kim Ánh sẽ cố gắng ha, lựa chọn những cái câu hỏi nào, những cái tình huống nào mà nó thường xảy ra nhất ở các nhà thuốc để bác sĩ Quách Trọng Đức một lần nữa có thể chia sẻ những cái kiến thức và cả những cái kinh nghiệm trong việc tư vấn như thế nào để bệnh nhân có thể sử dụng thuốc một cách an toàn và hiệu quả. Thưa bác sĩ Quách Trọng Đức, Kim Ánh trước khi đi vào cái phần giải đáp thắc mắc cho các khán giả đang xem chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, thì Kim Ánh cũng muốn chia sẻ là trên fanpage thì có rất nhiều những dược sĩ đã gửi những lời cảm ơn đến bác sĩ như là bạn Hà Nhân Nông, bà Hà Nhân Nguyên thì có nói là rất cần những chương trình webinar như thế này, hay là một số bạn thì cũng cho hay là chương trình rất hay và bổ ích, và một số dược sĩ nhà thuốc thì cũng có gửi lời là xin cái bài nói chuyện của bác sĩ thì không biết có được không ạ. Nếu mà bác sĩ có thể chia sẻ thì hy vọng là Alo Bác sĩ cũng sẽ giúp cho các dược sĩ nhà thuốc của chúng ta có thêm những cái tư liệu mà bác sĩ Quách Trọng Đức đã soạn rất công phu, và trong đó có rất nhiều những cái hướng dẫn cần thiết cho các dược sĩ nhà thuốc ha. Và bây giờ thì chắc có lẽ là còn khoảng 15 phút nữa thôi, Kim Ánh sẽ cố gắng đọc những cái câu hỏi nào cần thiết nhất để bác sĩ có thể giải đáp giúp ạ. Trên fanpage của Alo Bác sĩ, Hỏi Bác sĩ Trả Lời, có câu hỏi của một dược sĩ nhà thuốc hỏi như thế này: thưa bác sĩ, hiện tại thì có rất nhiều những cái thuốc điều trị tiêu chảy khác nhau trên thị trường, và ngày hôm nay thì xem chương trình tôi cũng hiểu thêm được nhiều kiến thức hữu ích, và cũng mong là bác sĩ có thể nói cụ thể hơn về những ưu điểm cũng như là những lưu ý của từng nhóm sản phẩm, đặc biệt là ở hệ tiêu hóa chẳng hạn như là Smeta hay là Probiotic, để chúng tôi có thể có thêm những cái kiến thức tư vấn cho các khách hàng của mình khi đến với các nhà thuốc. Và xin mời bạn đã gửi câu hỏi cùng với chương trình đào tạo trực tuyến ngày hôm nay sẽ nghe phần giải đáp của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Quách Trọng Đức. Xin mời bác sĩ. Khi chúng ta nói đến tiêu chảy thì thường nhất chúng ta sẽ nghe đến một cái nhóm thuốc mà chúng ta sử dụng khá là phổ biến. Có lẽ chúng tôi nghĩ rằng hai cái thuốc mà cho đến hiện tại các nhà thuốc sử dụng nhiều nhất là Loperamide và Diosmetic, hay là cái sản phẩm Smecta mà chị Kim Ánh nói đó, thì chúng ta cần phải lưu ý những cái điểm mạnh cũng như là những cái điểm cần phải cẩn trọng để chúng ta sử dụng một cách hiệu quả hơn. Đối với Loperamide thì là một cái thuốc mà nó làm giảm cái nhu động tiêu hóa, và nó dẫn đến một cái hiệu quả là nó có thể gây ra tình trạng cầm chảy tức thời. Như vậy thì nó có thể sử dụng trong những cái trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như là khi mà di chuyển đi đầu tàu xe, chúng ta không có một cái sự tiện lợi trong cái vấn đề đi vệ sinh. Tuy nhiên thì một trong những cái tác dụng phụ rất là đáng lưu ý của cái nhóm thuốc này là do nó làm giảm nhu động đáng kể, thành ra nó có thể dẫn đến tác dụng phụ là cái tính chất đầy hơi trướng bụng, cũng như là cái xu hướng nếu chúng ta sử dụng cái liều nó hơi bị nhạy cảm, hơi cao ha, thì hoặc là một số những cái cơ địa nhạy cảm thì bệnh nhân có một cái xu hướng ngược lại, tức là bệnh nhân sau tình trạng tiêu chảy thì bệnh nhân dẫn đến cái tình trạng bị táo bón. Và đặc biệt là chúng ta cẩn trọng không nên sử dụng, đặc biệt là ở những cái trường hợp là trẻ nhỏ và những cái trường hợp mà chúng ta nghi ngờ là cái tiêu chảy này là một tình trạng tiêu chảy nhiễm trùng. Tức là nếu mà tình trạng nhiễm trùng mà chúng ta để ứ động trở lại thì cái tình trạng nguy cơ nó sẽ cao hơn. Đó là những cái dấu hiệu mà gợi ý nhiễm trùng á, thì đó là những cái trường hợp chúng ta biết là tình trạng bệnh nhân tiêu chảy kèm sốt, tiêu chảy kèm một cái tình trạng gọi là đau bụng dữ dội, mà có thể đặc biệt là những cái tình trạng gọi là tiêu phân nhầy máu. Đối với cái Diosmetic thì là một cái thuốc mà nó cơ bản của nó là gốc đất sét, và cái bản thân của nó thì nó sẽ làm một cái tính chất là nó gây ra một cái tình trạng vón phân. Các cái nghiên cứu cho thấy là nó có thể giúp ích cho cái vấn đề gọi là kết khối với các cái độc tố và đào thải ra phân.
Và trong cái đại dịch Covid này đó thì nó cũng có một cái điểm rất là lý thú, là một trong những cái dữ kiện gần đây năm 2021 thì người ta thấy rằng là đối với những cái trường hợp chúng ta thấy là cái Covid-19 á, thì nó có một trong những cái biểu hiện tiêu hóa thường gặp, đó là tình trạng tiêu chảy. Thì người ta thấy là cái diosmetic vẫn sử dụng rất là tốt trong những trường hợp này. Và một cái nghiên cứu về mặt cơ sở đó, về sinh lý bệnh cơ sở đó, họ thấy rằng là gì? Là bản thân cái gốc đất sét này đó, nó cũng có thể kết hợp với cái protein gai. Protein gai là một cái thành tố trên cái vi khuẩn virus SARS-CoV-2 mà nó sẽ gắn kết trên cái thụ thể của tế bào ruột để có thể gây ra tiêu chảy. Như vậy thành ra nó đưa ra một cái điểm có lợi rằng là gì, bên cạnh những cái tác dụng thông thường đối với trường hợp tiêu chảy thì nó có thể giúp ích cho cái vấn đề gọi là hạn chế được cái tình trạng gọi là cái thải cái virus và gây ra cái tình trạng lây lan. Cũng như là bên cạnh đó thì cũng có một số những cái điểm cho thấy là nó có thể giúp ích cho cái vấn đề gọi là ức chế những cái hiện tượng viêm, mà chúng ta biết rằng là trong cái bệnh COVID-19 đó, thì cái đáp ứng viêm là một trong những cái cơ chế quan trọng nó gây ra cái biểu hiện nặng của bệnh nhân. Dạ, rất cảm ơn câu trả lời vừa rồi của Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Quách Trọng Đức ha, cho một khán giả đã đặt câu hỏi trên fanpage của chương trình. Và chúng ta cũng có thêm những cái kiến thức mà Kim Ánh nghĩ cũng khá là lý thú và mới mẻ trong cái phần chia sẻ vừa rồi. Thưa bác sĩ, cũng trên fanpage của Alo bác sĩ hỏi bác sĩ trả lời có câu hỏi Kim Ánh thấy cũng khá là thực tế đây. Một dược sĩ nhà thuốc ở tại thành phố Hồ Chí Minh đặt câu hỏi là: thưa bác sĩ, trong số mà những bệnh nhân mà thường đến với nhà thuốc của chúng tôi thì chúng tôi thấy là có hai cái đối tượng mà thường hỏi nhiều nhất, đó là đối với phụ nữ mang thai và đặc biệt là người cao tuổi với một cái tình trạng là táo bón thì xảy ra cũng khá thường xuyên trong chu kỳ của thai kỳ, và người cao tuổi thì cũng hay bị cái tình trạng này lắm. Thưa bác sĩ, như vậy thì có cái cách nào để mình tư vấn hay là mình chọn lựa một sản phẩm cho nó an toàn và cho hiệu quả đối với những đối tượng cũng khá là đặc biệt như thế này? Xin mời dược sĩ nhà thuốc đã đặt câu hỏi cùng với chúng tôi sẽ nghe phần tư vấn của Phó giáo sư Quách Trọng Đức ha. Xin mời bác sĩ. Cảm ơn bạn đặt câu hỏi, và tôi nghĩ đây là một cái câu hỏi mà rất là hay, mà rất nhiều các bạn sẽ quan tâm bởi hai cái điểm. Thứ nhất là phụ nữ có thai là cái gì đó rất là trân quý, và nó là một cái chuyện mà khi thuốc men chúng ta sử dụng nó có thể nó ảnh hưởng tới cả mẹ lẫn con. Bên cạnh đó thì người già là những cái người mà đối tượng mà chúng tôi nói là phải cũng là mong manh đó, và bên cạnh đó thì phải sử dụng khá là nhiều các cái thuốc. Và một cái chuyện người ta quan tâm nữa là liệu như vậy thì dùng lâu dài nó có an toàn hay không, và nó có thể tương tác với các cái thuốc khác hay không. Thì cái điểm chúng ta có nhiều cái thuốc nhuận tràng, tuy nhiên thì điểm ra chính thì chúng ta bên cạnh những cái vấn đề chúng ta gọi là điều chỉnh lối sống đó, uống nước, ăn nhiều cái gọi là ăn nhiều rau, thì bên cạnh đó thì chúng ta đôi khi cũng cần đến cái những cái điều trị bằng thuốc. Và trong cái nhóm thuốc mà gọi là nhuận tràng, chúng ta có nhóm kích thích và nhóm gọi là thẩm thấu. Thì giữa hai cái nhóm như vậy thì cái khuyến cáo chúng ta nên chọn lựa cái nhóm thẩm thấu là đầu tay. Và những cái thuốc thẩm thấu cho đến hiện tại thì trên thị trường có, chúng ta biết là chúng ta có những cái thứ khác nhau, chẳng hạn như Sorbitol hay Lactulo hay là Macrogol hay là cái Folac, là Macrogol tức là Folac giống như Kim Ánh nói, thì có nhiều cái sản phẩm khác nhau. Tuy nhiên thì đối với một số những cái nhuận tràng thẩm thấu, chẳng hạn như nhóm Lactulo là nhóm đường đôi hay là Sorbitol, thì có thể nó sẽ có thêm một số những cái điểm chúng ta cần cẩn trọng, là có thể nó sinh hơi và nó có thể làm cho bệnh nhân có triệu chứng trướng bụng. Đối với Macrogol 4000 á, thì trong những cái trường hợp mà chúng ta sử dụng đó thì chúng ta có những cái bằng chứng là chúng ta có thể sử dụng được an toàn trên người, trên đặc biệt là cái người lớn tuổi. Thì chúng ta có một cái nghiên cứu khá là bài bản, mà người ta làm tại Pháp, mà người ta làm trên những cái đối tượng là người từ 75 tuổi trở lên, và sử dụng một cách liên tục 2 gói một ngày, tức là sử dụng là cái liều chuẩn của người ta đó, và liên tục trong 6 tháng, và người ta đo lường luôn cả về cái số lần đi tiêu, cái số lần mà cần phải sử dụng cái thuốc bơm thuộc thêm, rồi cái vấn đề ảnh hưởng về cái đo lường các cái thay đổi về cái những cái chỉ số về mất mát, về các cái yếu tố vi lượng, về các cái dinh dưỡng. Thì cái dữ kiện lâm sàng này cho thấy rất là tốt. Một cái điểm thực tế trên lâm sàng chia sẻ là mặc dù cái khuyến cáo chung là 2 gói một ngày, nhưng mà cái thông thường thực tế Việt Nam á, thì đối với bệnh nhân của chúng tôi, chúng ta thấy là thường nó chỉ cần một gói một ngày thôi. Có thể đâu đó thì bệnh nhân cần 2 gói một ngày trong cái thời gian đầu tiên, nhưng mà sau đó thì chúng ta sẽ giảm lại. Bởi vì nếu chúng ta không có nhắc chuyện đó, đôi khi người ta vẫn uống 2 gói một ngày thì nó lại quay qua một cái hướng, tức là nó làm cho tiêu chảy và người ta ngại, người ta ngưng. Và như vậy thì cứ ngưng lại thì bị bón, uống là tiêu chảy, là người ta sẽ làm ngần ngại cái chuyện là người ta không biết là cái vấn đề gọi là an toàn lâu dài như thế nào.
Dạ. Kim Ánh nghĩ là phần phân tích vừa rồi của bác sĩ Quách Trung Đức cũng giúp cho các dược sĩ nhà thuốc của chúng ta có thêm một cái sự lựa chọn ha, cho những đối tượng cũng khá là đặc biệt như là phụ nữ mang thai hay là người cao tuổi. Thưa bác sĩ, còn có một câu hỏi nữa mà Kim Ánh thấy cũng khá hay. Dược sĩ này nãy giờ theo dõi chương trình của chúng ta và chị cũng có nêu trên fanpage là hồi nãy giờ nghe bác sĩ nói thì tôi cũng có thể có thêm rất nhiều những cái kiến thức và đặc biệt là cái thông tin để có thể tư vấn cho các bệnh nhân của mình. Tôi đang quan tâm đến cái câu chuyện là men vi sinh mà hồi nãy trong bài nói chuyện của bác sĩ cũng có đề cập, đặc biệt là cho những cái đối tượng mà có vấn đề liên quan đến hội chứng ruột kích thích. Đây là một cái tình trạng mà tôi thấy là các khách hàng, các bệnh nhân khi mà đến với các nhà thuốc thì cũng than phiền về vấn đề này rất là nhiều. Và Smebiopta như bác sĩ nãy giờ có nói thì cũng có đề cập đến cái men vi sinh này. Nhưng mà tôi cũng muốn có thêm những cái thông tin để khi tư vấn thì khách hàng cũng có thể hiểu rõ hơn và chọn lựa cho mình cái giải pháp an toàn và hiệu quả trong cái hội chứng ruột kích thích này. Xin mời bạn đã đặt câu hỏi trên fanpage của chương trình sẽ nghe bác sĩ Quách Trọng Đức giải đáp câu hỏi này trong buổi đào tạo trực tuyến ngày hôm nay nha. Bạn đồng nghiệp hỏi đến Smebiopta, tức là trong trường hợp này thì cái bài trình bày là cái Lactobacillus plantarum 299V. Thì chúng ta thấy rằng cái dữ kiện của probiotic này là rất tốt trong cái trường hợp là hội chứng ruột kích thích. Chúng ta nhấn mạnh trở lại là các bạn đang hỏi về IBS, thành ra chúng ta sẽ nói về IBS. Tại vì nếu mà trong những cái trường hợp bệnh lý khác thì đôi khi nó lại sẽ có một số những cái thay đổi, và cái chủng, cái loài, cái dòng và cái liều nó sẽ rất là khác biệt trong những cái trường hợp khác. Thế thì trong cái trường hợp này thì chúng ta có cái bằng chứng tốt đối với cái loại probiotic này trong cái việc điều trị cái hội chứng ruột kích thích. Đặc biệt là chúng tôi, ngoài cái chuyện đau bụng thì chúng tôi cảm thấy rất là lý thú, tại vì cái vấn đề đau bụng chúng ta có thể xử lý bằng những cái thuốc giảm co thắt. Tuy nhiên có những cái chuyện mà than phiền của bệnh nhân mà rất là khó điều chỉnh, chẳng hạn như cái tình trạng trướng bụng, đôi khi cái trướng bụng lại là cái phiền hơn là cái đau bụng, và cái tình trạng đi tiêu không trọn vẹn, tức là đi xong cảm giác cứ mắt đi hoài. Thì đây là một cái nhóm mà cho thấy là cái hiệu quả nó có thể tốt trong cái vấn đề điều trị. Và cái điểm hay nữa đó là các nghiên cứu thì nó cho thấy rằng cái hiệu quả nó có thể kéo dài ngay cả khi mình ngưng thuốc. Tuy nhiên một cái điểm mà chúng tôi muốn chia sẻ đó là gì, đó là thường thường khi bệnh nhân của chúng ta điều trị là người ta muốn là cái hiệu quả nó có liền. Muốn mà thấy điều trị khoảng tuần mà không thấy gì hết trơn thì đôi khi người ta sẽ nghĩ rằng nó không có hiệu quả, có khi họ ngưng. Và một điểm rất là nhấn mạnh trở lại là đối với các probiotic nói chung trong một chứng ruột kích thích mà chúng ta chọn lựa thì thứ nhất là phải xem thử nó đúng cái hướng dẫn, cái khuyến cáo mà chúng ta nói. Ở Việt Nam chúng ta có hai thứ và cái hiệu quả của nó thì nó được chứng minh là nó cũng không giống nhau. Thứ hai nữa là khi chúng ta dùng thì ít nhất chúng ta phải dùng 4 tuần, và như vậy thì chúng ta cần phải có cái chia sẻ với người bệnh rằng là như khi chúng ta quyết định điều trị cái này thì chúng ta phải chờ đợi rằng cái hiệu quả nó sẽ chậm hơn, và trong trường hợp đó thì chúng ta không nên ngưng sớm nếu mà chúng ta muốn đánh giá cái hiệu quả của nó. Dạ, rất cảm ơn bác sĩ ạ. Và thưa tất cả quý vị, trong bài nói chuyện ngày hôm nay thì có một cái nội dung mà Phó Giáo sư Quách Trọng Đức cũng đã nêu ở phần đầu chương trình và cũng được rất nhiều những dược sĩ nhà thuốc của chúng ta quan tâm. Đó là cái câu chuyện về những cái di chứng tiêu hóa ở bệnh nhân COVID-19, một vấn đề rất là thời sự hiện nay, phải không ạ? Hồi nãy thì bác sĩ cũng cho thấy là sau dịch COVID-19 thì có cái sự thay đổi trong cái bệnh lý tiêu hóa ở cái giai đoạn này. Và một dược sĩ nhà thuốc cũng đặt câu hỏi trên fanpage của chúng tôi là: thưa bác sĩ, với việc xử trí những di chứng tiêu hóa ở bệnh nhân COVID-19 mà bác sĩ có nêu trong bài nói chuyện ngày hôm nay, chẳng hạn như là tiêu chảy hay là nôn hay là đau bụng, thì có khác gì so với những người bệnh thông thường khi mà họ đến với nhà thuốc hay không? Và rất mong là bác sĩ giải đáp điều này để tôi có thể thông tin cùng với các bệnh nhân của mình và cái việc lựa chọn cũng sẽ an toàn và hiệu quả. Xin mời dược sĩ nhà thuốc đã đặt câu hỏi cùng với chúng tôi nghe phần giải đáp của Phó Giáo sư Quách Trọng Đức. Xin mời bác sĩ. Trong dịch và sau dịch thì chúng tôi có khá nhiều bệnh nhân quay trở lại. Một số bệnh nhân cũ của tôi thì bệnh nhân mắc Covid và sau đó đi qua. Và trong cái đợt Covid thì cái triệu chứng nó dội lên rất là dữ dội. Và một số bệnh nhân khác thì trước đó chưa có rõ triệu chứng mà sau đó thì nó dội triệu chứng lên. Thế thì cái vấn đề đặt ra là xử trí có khác gì không? Thì câu trả lời của chúng tôi rằng như chúng ta có thể thấy trong cái phần kết luận của chúng tôi đó, thì cái điều trị căn bản á, nếu chúng ta gọi là điều trị cho bệnh nhân đó, thì cái điều trị nó cũng gần như không khác biệt gì lắm so với trước dịch. Tuy nhiên hai cái điểm rất là quan trọng mà chúng ta cần phải lưu ý đến nếu chúng ta muốn cải thiện tình trạng của bệnh nhân, đó là cái vấn đề chúng ta cần phải hỏi kỹ, hơi mất thời gian một chút, thường tôi phải mất hết 15 phút cho một bệnh nhân trong cái trường hợp mà gọi là tư vấn online, là gì? Là chúng ta phải tìm hiểu kỹ về cái vấn đề ăn uống sinh hoạt, những cái xáo trộn, tại vì trong mùa dịch là thôi chúng ta bị cách ly và coi như là đói lúc nào ăn lúc đó thôi. Đồ ăn thì chúng ta phải cẩn trọng tí xíu nữa, là có khi là đồ ăn mình bảo quản là nó hạn chế mà thành ra là cái bảo quản không biết có an toàn hay không.
Và cái vấn đề ăn xong nằm ngủ liền đôi khi nó cũng là sinh ra những cái vấn đề liên quan đến cái triệu chứng nó dồn dập lên. Thành ra đó là cái điểm đầu tiên mà chúng ta cần lưu ý. Ngoài ra thì cái chuyện táo bón thì nó liên quan đến cái vấn đề thiểu động. Tập thể dục thì đôi khi mình cần phải ra ngoài, nhưng đôi khi rằng cái tập thể dục rất là quan trọng để nó cải thiện sức khỏe tinh thần nói chung. Trong đó thì cái vấn đề cái kích thích cái vận động của ống tiêu hóa để tránh cái tình trạng táo bón. Thì đó là cái điểm đầu tiên mà chúng tôi muốn đề cập đến. Cái điểm thứ hai thậm chí lại còn quan trọng hơn, tức là cái vấn đề hỗ trợ về sức khỏe tinh thần. Bởi vì sao? Khi tự nhiên cái dịch nó đi qua và cái triệu chứng nó dội lên là họ sẽ có nhiều cái lo lắng lắm. Và một trong những cái lo toan chúng tôi nghĩ là cái chuyện quan trọng đầu tiên, tức là họ sợ là cái bệnh gì đó nặng nguy hiểm. Và rất là nhiều, rất là phổ biến thôi. Và thành ra là cái vấn đề quan trọng nhất là chúng tôi nghĩ rằng cái sự trao đổi, giao tiếp, chia sẻ, lắng nghe để chúng ta hiểu được cái vấn đề khó khăn và tư vấn để đạt được cái niềm tin cho người bệnh thì nó hỗ trợ cho người ta rất là nhiều. Tại vì thậm chí có những cái bệnh nhân họ sẽ nói rằng tôi nói chuyện bác sĩ xong là tôi thấy khỏe rồi, không cần uống thuốc. Thành ra mình nhấn mạnh trở lại là gì? Là cái sức khỏe tinh thần trong cái mùa dịch này rất là quan trọng. Dạ, Kim Ánh cũng nhất trí như vậy. Bởi vì với bài nói chuyện và những cái phần giải đáp vừa rồi của bác sĩ Quách Trọng Đức thì chắc chắn giúp cho những dược sĩ nhà thuốc chúng ta theo dõi chương trình ngày hôm nay cũng cảm thấy khỏe hơn. Khỏe bởi vì mình có thêm những cái thông tin để mình có thể tư vấn cho khách hàng của mình một cách hiệu quả nhất, phải không ạ? Thưa bác sĩ, cũng trên fanpage của Alo Bác Sĩ hỏi bác sĩ trả lời có câu hỏi của một dược sĩ hỏi như thế này. Thưa bác sĩ, đối với những ai mà bị tiêu chảy thì rõ ràng cái mong muốn của người ta là làm sao để ngưng tiêu chảy nhanh và hiệu quả. Và một cái vấn đề nữa mà nhà thuốc của chúng tôi cũng rất quan tâm đó là làm sao để cái niêm mạc ruột của mình được bảo toàn một cách tốt nhất. Và như vậy thì đối với Smeta thì tôi thấy cũng có nêu về cái giải pháp này. Nếu mà đứng về góc độ ý kiến của bác sĩ thì bác sĩ nghĩ sao về điều này? Xin bác sĩ có thể cho tôi thêm những cái thông tin khi tôi tư vấn cho các bệnh nhân của mình. Xin mời dược sĩ nhà thuốc đã đặt câu hỏi sẽ nghe phần giải đáp của phó giáo sư Quách Trọng Đức ạ. Cái bảo vệ đường ruột tốt á, thì chúng tôi nghĩ rằng cái phòng bệnh luôn luôn là tốt hơn là chữa bệnh. Đường ruột tốt khi nào? Khi cái stress tiêu hóa là một trong những cái yếu tố nó làm cho cái đường ruột của chúng ta hoạt động không tốt. Thành ra cái vấn đề đương nhiên mình không nói, không thể nói mình không bị stress làm sao được, nhưng mà tránh stress hoặc là thành ra những cái vấn đề gọi là cái đảm bảo giấc ngủ, về cái vấn đề chúng ta ăn uống điều độ, và đặc biệt là một số những cái thuốc mà nếu như mà nó không rõ về cái tác dụng lợi ích đó, thì đôi khi mình sẽ cũng không nên sử dụng một cách quá mức. Và trong những cái trường hợp mà chẳng hạn như là cái liên quan đến cái chế độ ăn uống thì chúng ta tại lưu ý như lại một điểm nữa là cái gì, tức là trong cái mùa mà chúng ta gọi là tiếp cận cơ sở y tế khó khăn á, thì cái vấn đề rất là rõ ràng rằng là thôi phòng tốt hơn là chữa. Tức là cái đồ ăn nào mà chúng ta nghi ngờ ngờ thôi đừng tiếc quá. Tôi biết tại nhà tôi cũng có, và cái tủ lạnh mà nó hư mà cái là mọi người sẽ rất rối. Thành ra nếu mà không đảm bảo thì mình nên chắc là cẩn trọng thôi, có khi ăn uống nó hơi bị gọi là khiêm tốn chút xíu nhưng mà nó đảm bảo về cái sức khỏe về của đường ruột mình tốt hơn. Và thứ hai bên cạnh đó thì chúng tôi nghĩ rằng là nhà thuốc của mỗi gia đình thì vẫn nên thủ sẵn một ít các cái thuốc để chúng ta phòng hờ trong những cái trường hợp cái triệu chứng nó gọi là nó không thuận lợi. Và một trong những cái nhóm thuốc mà chúng tôi nghĩ rất là thuận lợi mà chúng ta có thể cải thiện được triệu chứng ngay cả khi chúng ta cũng không chắc nó là có phải là tiêu chảy nhiễm trùng hay không nhiễm trùng, thì đó là cái nhóm diosmectic, bởi vì nó có thể hỗ trợ cho cái vấn đề của chúng ta là gọi là làm phóng cái phân, làm giảm cái số lần đi tiêu, và nó giúp ích cho chúng ta trước là trong những cái trường hợp thậm chí là tiêu chảy nhiễm trùng do virus vân vân chẳng hạn, thì nó có thể là nó gắn kết với lại cái tác nhân vi sinh và nó có thể rút ngắn được cái thời gian bệnh nhân tiêu chảy. Thì đó là một số những cái chia sẻ mà chúng tôi muốn đưa ra trong cái câu hỏi bạn đặt ra. Dạ, và thưa tất cả quý vị, thật ra thì Kim Ánh còn muốn hỏi cái câu mà bác sĩ cũng vừa giải đáp luôn, đó là một trong những cái biện pháp mà phòng bệnh cũng như là cái việc mà chủ động của gia đình, đó là chúng ta nên có cái tủ thuốc dự trữ với những cái thuốc gì, đặc biệt là trong cái mùa dịch này thì bác sĩ Quách Trọng Đức cũng đã giải đáp rồi ha. Cho nên là dược sĩ đã đặt câu hỏi cùng với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay chắc có lẽ là cũng cảm thấy là cái lo lắng của mình cũng đã được giải tỏa rồi ha. Và thưa tất cả quý vị, hiện nay thì trên fanpage còn rất nhiều những câu hỏi mà quý vị nêu ra ở đây. Tuy nhiên thời lượng của chương trình thì cũng không còn, cho nên là chúng tôi hy vọng là trong một cái buổi đào tạo trực tuyến
tuyến nếu có được quay trở lại thì những vấn đề thắc mắc của các dược sĩ, nhà thuốc, của các nhân viên y tế cũng sẽ được các bác sĩ của chúng ta giải đáp ha. Hiện nay thì Kim Ánh thấy là trên fanpage của chương trình có đến 1.200 dược sĩ và cán bộ y tế đang theo dõi chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Rất nhiều những khán giả cũng đã để lại những lời cảm ơn đến bác sĩ Quách Trọng Đức với những bài nói chuyện được soạn rất là công phu, rất lý thú, và cả những cái lời giải đáp cũng giúp cho các dược sĩ của chúng ta giải tỏa được rất nhiều những thắc mắc và lo lắng. Và thưa tất cả quý vị, ngày hôm nay thì với 60 phút của chương trình với đề tài về lưu ý trong xử trí các bệnh lý tiêu hóa trong giai đoạn bình thường mới như thế nào, thì chắc hẳn là các dược sĩ của chúng ta đã có thêm những cái kiến thức và thông tin hữu ích ha. Cũng xin thay mặt cho ban tổ chức chương trình gửi một lời cảm ơn đến tất cả các dược sĩ, nhà thuốc đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, và đặc biệt gửi lời cảm ơn đến Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Quách Trọng Đức đã đến đây chia sẻ những kiến thức và cả những cái kinh nghiệm thực tế mà bác sĩ có được đến các dược sĩ, nhà thuốc và các nhân viên y tế. Và một lần nữa chúng tôi cũng rất cảm ơn Liên Chi hội Khoa học Tiêu hóa Thành phố Hồ Chí Minh và Tập đoàn Dược phẩm Xten đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay để có những thông tin, những chương trình webinar hữu ích như thế này. Rất cảm ơn tất cả quý vị và xin chào cũng như là hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.